Chào anh chị, quý vị và các bạn cùng trở lại với Mạnh Dũng Auto. Video hôm nay em sẽ chia sẻ tới anh chị và các bạn một mẫu xe mà phân khúc hạng C, số tự động nhập khẩu. Một dòng xe mà em đánh giá là cực kỳ tốt và cực kỳ bền bỉ, cũng như là chạy rất là thích so với những mẫu xe cùng phân khúc. Đó là một chiếc Atis 2009. Chiếc xe này thì nó khá đặc biệt, đó là bản nhập khẩu, số tự động, cửa nóc, trang bị full option. Chiếc xe này thì em mua chính chủ, tư nhân biển Thái Nguyên ở trong tỉnh em luôn. Một chiếc xe mà em biết rõ nguồn gốc từ đầu và chạy rất là ít. Nhưng tuy nhiên thì cũng có một vài điểm mà hôm nay em sẽ chia sẻ tới anh chị và các bạn để mình tránh, để giữ được một chiếc xe đẹp, hoàn hảo từ trong nội thất đến ngoại thất. Thì đây là tổng thành của chiếc Atis 2009 này. Nó là một chủ từ đầu từ mới luôn nhé, 1.8 bản E. Con xe này thì nó trang bị mắt cảm biến sau này, biển 4 số vẫn là một chủ từ đầu. Con xe này thì hôm trước em cũng bán một chiếc 2009 1.8G, nhưng nó là phiên bản trong nước. Trong nước thì nó sẽ không có cửa nóc và không có một số trang bị option. Thì chiếc xe này em phải nói là toàn bộ keo chỉ gầm bệ và phần máy thì không chê được điểm gì. Nhưng có một số điểm ở trong nội thất thì nó hơi xấu một chút. Chốc nữa em sẽ chia sẻ kỹ tới anh chị và các bạn. Đó cũng là một cái kinh nghiệm luôn. Đây, toàn bộ lồng rè cua lốp này. Chiếc xe này thì em vừa mới lấy về tối ngày hôm qua nhé, chưa dọn dẹp gì. Và con này em mua chính chủ tư nhân, không qua cò lái hay là không qua thợ nào luôn. Đấy, bởi vì là nó là xe trong tỉnh. Đây, toàn bộ keo chỉ này. Chỉ thì không mất một phân keo chỉ nào, bán bảo hành cam kết luôn. Nếu các bác đến xem xe mà mất một phân keo chỉ nào là em tặng mỗi phân là 10 triệu cho các bác luôn. Đấy, khẳng định một điều là như vậy. Đây, toàn bộ nút lên xuống kính đây, nét căng. Keo chỉ cột kéo đây, tất cả những con ốc này, những con ốc này nhá, và những con ốc này, và những keo chỉ này, tem này, đó, đều zin hết. Và đây là toàn bộ mặt táp lô của chiếc xe này. Số nó chạy rất là tốt, tí nữa em sẽ chạy một đoạn cho anh chị và các bạn cùng cảm nhận. Đây là bóng khí bên phụ này, bóng khí ở ghế này, ở trần đây, trần nỉ nguyên, cửa sổ trời đây, cửa nóc nhé, cửa nóc, toàn bộ nội thất này. Và đây là điểm em cũng chia sẻ tới anh chị và các bạn để các bạn khi đang chạy xe thì rút kinh nghiệm, đó chính là cái vô lăng của con xe này. Khi em xuống xem xe thì em có hỏi bác chủ là bác hay lái xe với cái phong cách cầm vô lăng nó sẽ như thế này. Đấy, bác hay cầm như này. Đó, nên là cái phần này nó bị bay màu mất. Đó, khi các bác đã bọc cái này vào thì các bác lên cầm như thế này, chứ không lên cầm như thế này hoặc là như thế này. Đó, đây nó sẽ cái phần này nó sẽ bay mờ mất này. Đây, toàn bộ tích hợp vô lăng này cầm hai bên như thế này. Đây là cruise control nhá, chế độ ga tự động, ống khí này. Đây, cái logo này còn rất mới, xe zin hết. Oreo con này em vừa mới lấy về nhá, chưa dọn dẹp gì nên nó đang nằm ở khuôn 15 bản 2009. Đến thời điểm hiện tại là được tính là 13 năm thì trung bình mỗi năm chạy một vạn, hơn một vạn cũng là đúng thôi. Đó, đây này, em chạy luôn một đoạn để cho anh Vi chị và các bạn cũng cảm nhận được. Riêng dòng xe này thì chia sẻ tới anh chị và các bạn, nếu những mẫu xe cùng phân khúc như là Kia Forte hay là mẫu xe như là dòng Mazda, nếu nằm ở trong phân khúc C thì không thể chạy sướng bằng một chiếc Corolla Atis. Nếu nằm ở một trong phân khúc D thì lại không thể so sánh được với dòng Camry. Tuy là Toyota với option thì nó trang bị thiếu hơn so với các mẫu xe của Hàn Quốc, nhưng tuy nhiên thì gầm bệ hay là về phần máy chạy cực kỳ tốt. Đặc biệt là con này của em nó là xe nhập khẩu. Đây, em đang chạy nhá. Đó, cực kỳ bốc cái còi zin này. Đấy, còi zin luôn. Đó, toàn bộ còi zin. Đây, máy cực kỳ bốc và êm, không hề ồn một chút nào luôn. Nếu mà để so sánh với các dòng xe Hàn như là Cerato hay K3 không bao giờ có thể so sánh được và cảm nhận được của anh chị các bạn khi chạy dòng xe này. Đây, toàn bộ táp ly này, mặt táp lô nhá, màn hình và điều hòa tự động. Con này điều hòa tự động này, những cái chi tiết cảm biến lùi này. Đấy, tất cả những cái phần cốp này, cái đầu tẩu hay là phần phanh tay này. Con xe này thì chỉ duy nhất có cái vô lăng này.
đó là bác ấy hay cầm như thế này thôi, bởi vì là con này thì nó chính chủ, em biết bác ấy thì chính chủ từ đầu. Nếu anh chị và các bạn yêu thích sự trải nghiệm dòng xe này thì khi anh chị và các bạn đến trực tiếp quầy để chạy thử, con này có dàn lốp Michelin nên là đi nó rất là êm, cả dàn Michelin nhá, dàn lốp mới luôn. Và hôm nay thì em quay là quay chiếc xe chưa hề dọn dẹp gì. Còn 2 ngày tới thì em sẽ cho đi sơn lại lồng rè, cua lốp, bắn tỉa sơn, đánh bóng, làm đẹp chi tiết chiếc xe này để anh chị và các bạn khi mua về là chúng ta lăn bánh luôn. Tất cả zin hết nhá, từ những con ốc lăn cabo này, đó, phần nỉ cabo đây, zin hết luôn. Đây tất cả những cái đầu mép kim chỉ này, hai bên đều zin. Và mép này, máy 1.8. Riêng mẫu xe này thì về độ tiêu hao nhiên liệu của nó chỉ nằm ở khuôn khoảng 7 lít 100 cây, pha đèn đã sáng choang luôn. Đây cả dàn Michelin mới. Đây là chạy nó rất là êm. Đây cổng la răng này, cái áp phanh này nó vẫn còn vàng ươm luôn. Đây gầm bệ, lồng rè. Không hề bục ngọt. Đây toàn bộ phần gầm này. Đó, đường ba bô lê. Em sẽ chia sẻ cả về phần về sau. Đây tất cả những cái chi tiết tạp ly này. Phần da ghế. Đây phần trần. Bảo hành luôn, không mất một phân keo chỉ nào nhé. Nếu mất một phân nào là làm biếu các bác 10 triệu một phân keo chỉ. Quay luôn cả phần cốp chiếc xe này, em sẽ quay kỹ một chút, bởi vì là con xe này mộc cũng chưa dọn. Đây toàn bộ keo chỉ này. Đấy, em mới lau chùi qua nước lã thôi, chưa rửa khoang cốp khoang máy. Đây 700 nghìn nữa là sẽ tinh luôn. Đây rất là bụi. Đó xe nhập thì phần la răng nó sẽ là la răng nhỏ, nó sắt nhỏ hơn này, lốp nhỏ hơn. Lốp này là lốp theo xe nhé. Đây là một phần côn gầm. Tất cả những lốp này riêng hết. Đây cái cặp phần hông này. Đây luôn. Với cái tầm giá số tự động mà dưới 400 triệu. Chính xác là con này nó sẽ nằm ở khuôn khoảng 365 triệu là bao gồm cả phí rút hồ sơ. Sẽ có lộc lá một chút cho các bác nào thiện chí. Thì đây là video đã quay và giới thiệu tới chị và các bạn chiếc Corolla Tiết 2009, số tự động nhập khẩu, cửa nóc. Nếu anh chị và các bạn yêu thích sự đầm, gầm bệ tốt, bền bỉ, lành máy và không ưu tiên về đời, chiếc xe này thì 2009 365 triệu nếu nằm ở khuôn tiền này và mua những dòng cùng phân khúc hay là những dòng mẫu xe phân khúc hạng B thì sẽ mua được đời cao hơn, sẽ mua được đời từ 2013 đến 2014. Đó. Mời anh chị và các bạn đến trực tiếp cửa hàng Mạnh Dũng Auto để chạy thử và trải nghiệm. Sau đây thì em xin phép được kết thúc video. Chúc anh chị và các bạn một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở video clip tiếp theo.